Cảnh sát đã xịt hơi cay trấn áp người ủng hộ cựu thủ tướng Imran Khan ở các thành phố lớn của Pakistan vào hôm 10 tháng 5. Một tòa án đã truy tố cựu thủ tướng về tội bán quà tặng nhà nước trong suốt 4 năm cầm quyền. Ông Khan, một cựu siêu sao môn bóng gậy, chính trị gia nổi tiếng nhất của Pakistan đã bị bắt hôm 9 tháng 5 trong một vụ điều tra gian lận. Diễn biến này đã làm bùng lên tình trạng bạo động chết người. Ông Khan đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Luật sư của ông Khan, Baba Awan, gọi hành động giam giữ cựu thủ tướng là vụ bắt cóc cấp nhà nước. Bạo lực xảy ra vào thời điểm Pakistan ở tình trạng bấp bênh do khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI của ông Khan đã kêu gọi đóng cửa trên toàn quốc. Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người ủng hộ ông Khan. Việc bắt giữ ông Imran Khan là bất hợp pháp và vi hiến. Các cuộc biểu tình phản đối bắt đầu từ tối hôm qua, kéo dài suốt đêm và vẫn đang diễn ra. Người biểu tình sẽ không dừng lại cho đến khi ông Imran Khan được trả tự do. Các dịch vụ dữ liệu di động đã ngừng hoạt động trong ngày thứ hai và quyền truy cập vào Twitter, YouTube và Facebook đã bị gián đoạn. Quân đội đã được triển khai để lập lại trật tự ít nhất 2 trong số 4 tỉnh Pakistan có đông đảo người dân ủng hộ ông Khan nhất. Ở Peshawar, người bán gà Malan Khan đứng bên những gì còn sót lại từ quầy hàng của mình. Những người biểu tình đi về phía chúng tôi, có nổ súng từ phía bên kia là cảnh sát, rồi nổ súng từ phía bên này là người biểu tình, khiến các cửa hàng của chúng tôi bị phá hủy. Chúng tôi đã phạm tội gì mà những người này lại phá hoại cửa hàng của chúng tôi? Chúng tôi yêu cầu những người này dừng ngay việc phá hoại. Chúng tôi, những người bình thường, chẳng phạm tội gì. Chúng tôi nên đi đâu đây? Việc bắt giữ ông Khan diễn ra một ngày sau khi quân đội Pakistan khiển trách ông vì liên tục cáo buộc một sĩ quan cấp cao mưu toan ám sát ông và cáo buộc một cựu chỉ huy lực lượng vũ trang đứng đằng sau việc phế truất ông. Ông Khan bị lật đổ vào tháng 4 năm 2022 trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội. Ông Khan vẫn luôn thúc đẩy chiến dịch chống lại những kẻ đã lật đổ mình, dù ông đã bị thương khi đoàn xe của mình bị tấn công vào tháng 11 năm ngoái. Ông đã dẫn đầu một cuộc tuần hành phản đối tới Islamabad, kêu gọi nhanh chóng tổ chức tuyển cử. Vụ tham nhũng là một trong số hơn 100 vụ án được đưa ra để chống lại ông. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.